chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Do địa hình khó khăn, vách đá cao, đường xa và khó tiếp cận nên đến trưa nay 20 tháng 2, một điểm cháy đã lan ra thành đám cháy khoảng 25 hecta ở vườn quốc gia Hoàng Liên. Theo ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, Lào Cai, đến sáng nay 20 tháng 2, các lực lượng đã huy động gần 500 người tham gia khống chế đám cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên. Theo cơ quan kiểm lâm ở tỉnh Lào Cai, vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 2, vườn quốc gia Hoàng Liên nhận được tin báo từ trạm kiểm lâm số 4 tại Ủy ban Nhân dân xã Tả Vang, thị xã Sapa về một điểm có cháy rừng tại tiểu khu 286, khu vực Nà Hang, thôn Xéo Mỹ Tỷ, xã Tả Vang, cách trạm kiểm lâm số 4 khoảng 5 km. Ngay sau khi nhận được thông tin, đến 15 giờ ngày 19 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã huy động 50 người dân địa phương cùng các lực lượng tại vườn quốc gia Hoàng Liên, hạt kiểm lâm Hoàng Liên tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy này đã bùng phát thành 3 điểm tại tiểu khu 286 và 292A trên địa bàn xã Tha Vang. Đến 20 giờ đêm 19 tháng 2, chính quyền thị xã Sapa đã huy động thêm 300 người và đến sáng nay 20 tháng 2 tiếp tục huy động thêm 100 người để chữa đám cháy. Tổng cộng thời điểm hiện tại, số lượng người đang tham gia chữa cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên là 450 người, gồm Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã Sapa và Chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai, vườn quốc gia Hoàng Liên, lực lượng kiểm lâm địa bàn, tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân tự vệ thuộc các xã, phường Tả Vang, Bản Hồ, Hoàng Liên, Cầu May. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết, đến gần trưa 20 tháng 2, đám cháy kể trên đã lan rộng ra khoảng 25 hecta. Do địa hình phức tạp, nhiều vách đá, điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bị dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố đối tượng H, 20 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho thấy, qua lời khai của đối tượng H cùng với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định H đã sát hại chị L, 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tại một nhà trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, để cướp tài sản của nạn nhân, trong đó có chiếc xe máy. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, tối ngày 19 tháng 2, sau khi tiếp nhận thông tin về việc gia đình không liên lạc được với chị L từ chiều ngày 16 tháng 2, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc. Căn cứ tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh truy tìm chị L. Đầu giờ chiều ngày 19 tháng 2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L là H, sinh năm 2004, quê tỉnh Bắc Giang và phát hiện thi thể chị L tại một khu trọ ở địa điểm trên. Ngày 20 tháng 2, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã lên tiếng cảnh báo khán giả cẩn trọng tránh bị lừa khi mua vé xem phim Đào, Phở và Piano và đồng thời cho biết đang khẩn trương khắc phục sự cố quá tải khi mua vé qua các nền tảng như website, app NCC, app ngân hàng, ví điện tử VNPay. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia nêu rõ, hiện nay rất nhiều khán giả bị lừa khi mua lại vé phim Đào, Phở và Piano trên các hội nhóm. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chỉ giải quyết cho những trường hợp khán giả mua vé thành công nhận được tin nhắn có mã vé kèm theo giao dịch bị trừ tiền từ ngân hàng. Sau 10 ngày khởi chiếu, bộ phim Đào, Phở và Pino có lượng đặt vé tăng đột biến. Sáng 20 tháng 2, trang web của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vẫn chưa thể truy cập bình thường. Bởi vậy, thay vì mua vé online qua các nền tảng, Trung tâm cũng đề nghị khán giả đến mua vé trực tiếp. Trước sức nóng của phim này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết đã đề xuất với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc phát hành bộ phim Đào, Phở và Pino trên toàn quốc. Cục trưởng Vi Kiến Thành cho hay, tuy nhiên việc phổ biến phim rộng rãi còn gặp một số bất cập. Đào, Phở và Pino là phim được nhà nước cấp hoàn toàn kinh phí sản xuất nhưng chưa có kinh phí phát hành. Vì thế, khi chiếu trên toàn quốc cần thêm quy định về tỷ lệ phần trăm cho nhà phát hành. Quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Vũ Đức Tùng chia sẻ, đây là hiện tượng chưa từng có đối với một bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước. Nhiều khán giả liên tục đề nghị Trung tâm tăng suất chiếu, tuy nhiên bộ phim vẫn luôn cháy vé. Đào, Phở và Pino là một trong hai phim nhà nước nằm trong kế hoạch phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành từ trước Tết Nguyên đán. Bộ phim này do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đặt hàng công ty cổ phần phim Truyện 1 thực hiện. Phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn có kinh phí thực hiện khoảng 20 tỷ đồng, quy tụ dàn diễn viên thực lực như nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, diễn viên Doãn Quốc Đam, Anh Tuấn, Cao Thùy Linh.
Ngày 20 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, khiến một phụ nữ sinh năm 1981 tử vong. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của Công an huyện Yên Dũng về việc khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, bà LTH sinh năm 1952 ở thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng phát hiện con dâu là chị NTH sinh năm 1981 chết trong phòng ngủ của gia đình và anh TDT sinh năm 1979 là con trai của bà LTH và là chồng chị H có nhiều thương tích trên người. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Dũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ và vận động TDT đầu thú về hành vi giết người. Kết quả điều tra ban đầu xác định T và H kết hôn, chung sống với nhau từ năm 1999 đến nay. Thời gian gần đây do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 2, T đã dùng tay bóp cổ chị H dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, T dùng dao tự gây thương tích cho bản thân. Giá vàng SJC chiều nay quay đầu tăng, lấy lại 78 triệu đồng một lượng, trong khi vàng 4 số 9 vẫn án bình bất động. Khoảng 15 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 75,65 triệu đồng một lượng mua vào và 77,95 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 750.000 đồng ở chiều mua và tăng 300.000 đồng ở chiều bán so với sáng nay. Tiệm vàng My Hồng, quận Bình Thạnh cũng tăng thêm 400.000 đồng ở cả chiều mua và bán, tổng cộng tăng 700.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Giao dịch ở mức 76,4 triệu đồng một lượng mua vào và 77,4 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC tăng thêm 300.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng nay, lên 75,7 triệu đồng một lượng mua vào và 78,02 triệu đồng một lượng bán ra. Tổng cộng tăng 750.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Công ty BNC cũng tăng 800.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Giao dịch vàng SJC ở mức 75,8 triệu đồng một lượng mua vào và 77,8 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi giá vàng SJC quay đầu tăng, thì vàng 4 số 9 chiều nay giá không đổi so với buổi sáng. Công ty SJC vẫn giao dịch ở mức 63,2 triệu đồng một lượng mua vào và 64,6 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty BNC niêm yết ở mức 63,2 triệu đồng một lượng mua vào và 64,4 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 2 theo giờ Việt Nam tăng lên 2.021,6 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 4 đô la Mỹ so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 60,1 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17,9 triệu đồng một lượng và thấp hơn giá vàng 4 số 9 khoảng 4,6 triệu đồng một lượng. Ngày 20 tháng 2, Sở Y tế có báo cáo thông tin chính thức về hai trường hợp bệnh nhi nghi ngờ ngộ độc botulinum toxin nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh nhi thứ nhất, 6 tuổi, ngụ phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 2, trên đường về quê cùng gia đình, bệnh nhi nôn ói nhiều phải nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến ngày 4 tháng 2, sau 2 ngày nằm viện, bé vẫn nôn ói nhiều kèm theo co giật và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào lúc 18 giờ ngày 6 tháng 2 với chẩn đoán theo dõi viêm não cấp. Bệnh nhi thứ hai, 7 tuổi, ngụ phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện Bệnh viện Hạnh Phúc vào ngày 5 tháng 2. Sau 2 ngày nôn ói nhiều và cử động hàm khó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 lúc 0 giờ ngày 7 tháng 2 với chẩn đoán theo dõi xuất huyết não. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau khi khai thác bệnh sử và tiền sử ăn uống, ghi nhận cả hai trẻ đều cùng ăn tiệc tất niên tại nhà của một gia đình trước đó, địa chỉ ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Qua thăm khám lâm sàng chụp CT scan sọ não, MRI não, đo điện cơ và các xét nghiệm cần thiết khác, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã hội chẩn và không loại trừ trẻ bị ngộ độc botulinum toxin. Các bác sĩ thống nhất sử dụng giải độc tố botulinum. Hiện tại, tình trạng hai bệnh nhi đã cải thiện, một trẻ đã cai máy thở và theo dõi tại khoa nội tổng hợp, một trẻ tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tại khoa hồi sức và có dấu hiệu lâm sàng cải thiện tốt. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã lấy mẫu phân của bệnh nhân và gửi đến Viện Y tế Công cộng TP.HCM để xét nghiệm và chẩn đoán xác định.